Thưa quý vị, ngã xe hay va đập, đó là những tai nạn thường ngày chúng ta có thể gặp phải. Và thường là ở những cái vị trí bị tổn thương sẽ xuất hiện những vết bầm tím. Nó không chỉ gây đau mà còn gây mất thẩm mỹ nữa. Vậy làm sao để có thể trị dứt điểm những vết bầm tím này? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình hôm nay. Chườm đá lạnh. Hay lăn trứng gà. Đây là hai cách mà chúng ta vẫn thường áp dụng để trị những vết bầm tím. Thường là cách này sẽ giúp cho chúng ta giảm sưng nè và giảm đau nữa. Tuy nhiên, với những vết bầm tím lớn, lâu ngày và gây đau nhất thì những cách thông thường trên có vẻ không phát huy được hiệu quả. Ngày hôm nay, Diễm Loan xin mời quý vị sẽ cùng đến với những cách thức để chúng ta có thể trị vết bầm tím từ những vị thuốc ở quanh nhà với phần hướng dẫn của lương y Nguyễn Công Phúc. Dạ vàng, như vậy thì để có thể trị những cái vết bầm tím, chúng ta sẽ có những mẹo như thế nào ạ? Bài đầu tiên đó là cây cúc tần. Khi chúng ta hái lên, chúng ta rửa sạch đúng một nắm. Đây là một đốt còn tươi. Hai thứ này sau khi chúng ta lượng một nắm và một đốt, chúng ta bỏ vào cối Diễm Loan giúp dùm anh này. Và chúng ta cho vào một xíu rượu. Chúng ta giả đều cái dược liệu này lên. Giả nát hết toàn bộ. Giả nát. Giả dụ như một người vô tình đóng cái đinh lên bàn mà cái búa không trúng cái đinh mà lại trúng ngón tay. Ở đây nó sẽ sưng bầm lên. Dạ. Thì chúng ta dùng gừng và lá cúc tần sau khi giả. Sau khi giả nhuyễn, chúng ta sẽ đắp tại chỗ vết bầm. Đây. Và để cho tiện khi người ta đắp cái thuốc lên để đi tới đi lui không rớt, chúng ta dùng một cái băng vải cái gạt sạch. Đây, chúng ta cột lại. Chủ yếu là dùng vải sạch để giữ cái thuốc ở trên chỗ vết bầm, mà chúng ta không được dùng băng thun, hoặc là khi cột là dính chặt thì vô tình nó lại ứ máu nữa. Với bài thuốc này chúng ta băng để từ 3 đến 5 phút, sau đó chúng ta có thể tháo ra là vết thương đã giảm đi bầm và sưng. Và với bài thuốc này thì một ngày mình làm mấy lần ạ? Chúng ta có thể làm từ 2 đến 3 lần. Thì vết thương đó nó tan hết vết bầm. Dạ. Bài thứ hai đó là củ gừng tươi. Chúng ta cũng dùng một đốt gừng tươi. Bỏ vào cối. Sau đó chúng ta cho vào một xíu rượu vừa đủ. Mình sẽ giả cho Diễm Loan xem. Sau khi chúng ta đã giả xong một đốt gừng với lại rượu thì ở đây chúng ta lưu ý một điều rằng trước khi vớt gừng ra, chúng ta dắt cho hơi ráo nước rượu và nước gừng. Chúng ta lại đặt vào một cái chén hoặc một cái dĩa. Sau đó chúng ta lại cho vào một xíu đường cát trắng. Gừng thì Loan biết là sẽ tạo ra cái sức nóng và làm giảm cái phần sưng bầm đúng không ạ? Nhưng mà đường thì tác dụng làm gì vậy? Nguyên tắc của đông y, cái gì mà nói về ngọt thì nó lại giảm đau. Như vậy một cái gừng là cây nóng ấm để hoạt huyết thông kinh lạc, bên cạnh đó là phải có đường. Sau khi mình xong thì hai cái vật chúng ta trộn đều lại như thế này. Ví dụ như ở cổ tay chúng ta vô tình đi bị va chạm sưng thì chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc gừng giả lại rượu cộng với đường, chúng ta đắp vào tại chỗ nơi sưng. Và chúng ta cũng dùng một cái gạt sạch, chúng ta cũng quấn lại cho cái thuốc nó khỏi rớt. Và chúng ta sẽ băng như thế này để trong bao lâu ạ? Chúng ta đợi từ 3 đến 5 phút. Nếu nam thì có thể thêm được 5-10 phút, tại nam thì da dày, mà nữ thì chúng ta hạn chế thời gian xuống để cho vết thuốc này nó không có nóng ở cái da nhiều. Dạ. Rồi. Và mỗi ngày thì chúng ta có thể làm mỗi ngày chúng ta làm 1 đến 3 lần. Nếu lần thứ 2 đã bớt, chúng ta không làm chỉ đến lần thứ 3. Bài thuốc số 3. Nhiên liệu bao gồm như sau, tức là một quả gấc tươi chín như thế này, chúng ta bổ ra, chúng ta lấy những cái hạt và chúng ta phơi cho khô. Đây là vỏ đã đốt và chúng ta không sử dụng đến. Đây là ruột hoặc là nhân của hạt quả gấc. Sau khi chúng ta đã giả bỏ vỏ, chúng ta lại dùng một cái bình thật sạch. Số liệu như sau:
cứ 100 gram hạt quả gốc đã được sơ chế như thế này thì lại là 200ml rượu. Chúng ta bỏ vào một cái hũ hoặc một cái keo, sau đó chúng ta dùng rượu trắng đổ vô. Chúng ta có thể để dành 3 đến 5 ngày. Cái tiện lợi ở đây tại sao chúng ta phải làm sẵn như thế này là mỗi khi người trong nhà hoặc có người nào đụng thì chúng ta dùng cái rượu ngâm qua hạt gốc, chúng ta xoa lên mà không cần phải quấn hoặc là đắp. Như vậy cái này tiện lợi là dùng được bầm trật sưng ở bên ngoài hoặc là bầm trật sưng lâu ngày ở bên trong. Đó là tác dụng của quả gốc. Như vậy thì thoa bao nhiêu lần trong ngày ạ? Chúng ta thoa là cứ cách 2 tiếng chúng ta thoa một lần. Và nhớ lưu ý dùm một cái là nhắc đi nhắc lại, đó là vết thương bị vỡ miệng tức là rướm máu thì không sai. Dạ, như vậy là chúng ta có thể vừa uống vừa thoa luôn, sẽ tăng cái tác dụng và hiệu quả cho cái việc giảm sưng và bầm. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Diễm Loan đã có một dịp gặp gỡ rất là đặc biệt với Lương Y Nguyễn Công Phúc và được chia sẻ rất nhiều những mẹo hay để có thể trị những cái vết bầm do chúng ta va đập vào những cái vật dụng ở xung quanh hoặc là những cái vụ tai nạn nho nhỏ khiến tay của mình hoặc là chân mình xuất hiện những cái vết bầm rất là mất thẩm mỹ và còn đau nhức nữa. Mà nhất là đây loại rượu hạ cấp này rất là hay đúng không ạ? Quý vị hãy ghi lại công thức của những mẹo vừa rồi và áp dụng cho gia đình của mình nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn Lương Y rất là nhiều. Thưa quý vị, một kỹ năng cuộc sống cũng sẽ dừng lại tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị nhé.